vicino. Mặc dù đã giữ thói quen luyện tập thể hình từ nhiều năm nay, nhưng buổi tập nặng quá sức vẫn khiến anh Angel Bermudez không thể thở được ra hơi. Thậm chí, anh còn giật mình khi nhìn thấy cơ bắp của mình co giật liên hồi như thể đang có con quái vật nào trú ngụ bên trong cơ thể. Người đàn ông sống tại bang California, Mỹ cho biết, triệu chứng cơ co giật bất ngờ xảy ra khi anh đang nghỉ ngơi sau buổi tập gym. Dù trông rất vạm vỡ, nhưng Andrew vẫn phải thừa nhận rằng triệu chứng này khiến anh cảm thấy rất đau đớn. Anh còn có cảm giác như đôi chân mình đang sắp bị xé tan ra. Theo các bác sĩ, cơ co giật là triệu chứng các búi cơ teo hoặc thắt chặt lại khiến người bị cảm thấy rất đau đớn. Nó thường xảy ra bất ngờ trong vòng vài giây cho tới vài phút. Nguyên nhân dẫn tới triệu chứng này có thể là do thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh kích thích cơ hoạt động. Vì thế, để chấm dứt cơn co giật, các vận động viên thường dùng mẹo bôi mù tạt lên cơ bắp. Bởi trong mù tạt có chứa acid acetic, thành phần giúp cơ thể sản sinh ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh. Ram Bahadur Bomchon sinh ngày 9 tháng 5 năm 1989, thỉnh thoảng được gọi là Bomchan hay Banchan, cũng có tên là Bodhen Dorje, Phật hiệu chính thức, là một nhà sư trẻ thuộc làng Ratanaburi, quận Bara, Nepal, người đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách và các phương tiện truyền thông vì được cho là đã ngồi thiền định trong nhiều tháng mà không cần ăn uống. Được đặt tên hiệu cậu bé Phật, Ram Bahadur Bomchon đã bắt đầu thiền định từ ngày 16 tháng 5 năm 2005. Ram Bahadur Bomchon đột nhiên mất tích ngày 11 tháng 3 năm 2006 và tái xuất hiện ngày 25 tháng 12 năm 2006. Theo gia đình và hàng xóm, Bomchon thường cư xử khác biệt so với những đứa trẻ bạn Bomchon, thường quan sát người khác hành lễ và cùng cầu nguyện. Bomchon sinh ra với bản tính hòa hoãn và không bao giờ đánh nhau hay giết hại một con vật. Khi bắt đầu lên năm, Bomchon chỉ ăn thức ăn thừa và nhịn đói nếu thức ăn thừa không còn. Ngày 16 tháng 5 năm 2005, Bomchon khuyên gia đình mình không nên giết hại súc vật hay uống rượu, sau đó bỏ đi khi mọi người đang ngủ. Gia đình đi tìm và thấy Bomchon đang ngồi thiền dưới một cây đa gần đó. Bomchon bảo với mọi người trở về và đừng lo lắng. Khi mẹ Bomchon tiếp tục khuyên nhủ, Bomchon hái 6 cái lá đa đưa cho mẹ và nói: "Mẹ hãy về nhà và cất kỹ những chiếc lá này. Nếu đánh mất chúng, mẹ sẽ không thể tìm thấy con. Nếu mẹ còn chúng, con sẽ luôn bên mẹ mãi mãi." Ngày 24 tháng 7 năm 2005, Bomchon mở mắt bảo người anh gọi mình Om Namo Buddha Gyani, chào mừng Phật sáng suốt. Chữ Buddha Gyani có thể không có nghĩa Phật sáng suốt mà là người có sự hiểu biết của Phật. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 11 năm 2005, Dorje đứng dậy và nói với những người xung quanh: "Nói mọi người đừng gọi tôi là Phật, tôi không có sức mạnh của Phật. Tôi chỉ ở mức một Rinpoche." Rinpoche là mức độ của một thầy giáo. Điều này cho thấy Bomchon tin rằng mình đã đạt được một số thành quả khá lớn. Bomchon nói rằng mình cần thêm 6 năm thiền định nữa trước khi có thể trở thành Phật. Từ đó, khách du lịch từ khắp Nepal, khách quốc tế lũ lượt kéo tới thị trấn quê hương Bomchon hàng ngày. Theo những môn đồ, Bomchon có thể là một Bồ Tát, một người đang trên con đường đạt tới sự khai sáng toàn bộ của một Đức Phật. Những tuyên bố khác cho rằng Bomchon cũng có thể là hiện thân của Bồ Tát Maitreya, người kế thừa theo tiên đoán của Thích Ca Mâu Ni. Những người tôn sùng Bomchon cho rằng Bomchon đã sống nhiều tháng mà không cần chút nước nào. Thậm chí, nếu Ram quả thực có ăn uống vào buổi tối, khả năng ngồi gần như bất động ngày lại ngày, không cần biết tới điều kiện khí hậu xung quanh, cả khi mùa đông giá rét và trong mùa gió mùa cũng là điều đáng kinh ngạc. Những người tín đồ địa phương tuyên bố rằng các món tiền do du khách quyên cúng được dùng để đảm bảo an ninh và để quan sát đảm bảo rằng Bomchon thiền định suốt cả đêm. Ngoài vé vào cổng, nhiều loại sách ảnh, băng cassette cũng được bán để tuyên truyền cho Ram như một vị Phật mới.
Tháng 12 năm 2005, một ủy ban chính phủ gồm 9 người do Kuchama Lama đứng đầu đã quan sát cặn kẽ Bom Chon trong 48 giờ và thấy Bom Chon không hề ăn hay uống trong khoảng thời gian đó. Một cuộc ghi hình cũng đã được tiến hành để xác định điều trên. Tuy nhiên, họ không được tiến gần quá 3 mét hay xem xét các dấu hiệu sự sống của Bom Chon. Một nhóm các bác sĩ theo chủ nghĩa duy lý đã tìm cách tiến hành một cuộc nghiên cứu độc lập nhưng bị ngăn cản bởi bức màn căng ra vào buổi đêm. Sau khoảng 10 tháng ngồi thiền, Bom Chon đột nhiên mất tích ngày 11 tháng 3 năm 2006. Vì không có lời giải thích nào để lại nên một số người tin rằng Bom Chon đã bị bắt cóc. Các tín đồ của Bom Chon cho rằng có thể Bom Chon đã đi sâu hơn vào trong rừng tìm một nơi yên tĩnh hơn để thiền định. Cảnh sát đã hủy bỏ việc tìm kiếm Bom Chon sau khi xác nhận không có khả năng về một vụ bắt cóc. Ngày 19 tháng 3, Chủ tịch của Om Namo Buddha Tapaswi Sewa Samiti, Bep Bahadur Lama và các đồng sự được cho là đã gặp Bom Chon vào khoảng 3 km phía tây nam nơi thiền định của Bom Chon. Họ kể rằng đã nói chuyện với Bom Chon 30 phút và Bom Chon đã nói ở đây không có sự yên bình và rằng mình sẽ quay trở lại sau 6 năm hay khoảng năm 2011-2012. Bom Chon đã để lại lời nhắn cho cha mẹ, nói họ không nên lo lắng. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, những người dân tại quận Para phát hiện ra Bom Chon đang ngồi thiền. Khi được hỏi, Bom Chon lặp lại lời hứa sẽ dành 6 năm cống hiến cho đạo Phật. Một làn sóng du khách mới đổ tới chiêm ngưỡng và cầu nguyện tại nơi thiền định mới của Bom Chon. Ngày 26 tháng 3 năm 2007, tin tức lan truyền về việc Bom Chon đang ngồi thiền dưới mặt đất. Nhà điều tra Rameshwar Yadav thuộc đồn cảnh sát khu vực Nizhgad tìm thấy Bom Chon bên trong một căn phòng ngầm dưới đất. Một cái hố rộng 7 feet vuông như một bunkhi. Yadav tả mặt cậu khá sạch và tóc được chải kỹ. Theo ông, căn phòng đã được trát xi măng khắp xung quanh và có mái che lợp ngói. Indra Lama, một người địa phương được cử chăm sóc Bom Chon từ khi cậu bắt đầu thực hiện các cuộc ngồi thiền tập trung, nói căn phòng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của Bom Chon. Ông nói, sau khi ban phước cho mọi người một tuần trước đó, cậu đã thể hiện mong muốn ngồi thiền bên dưới mặt đất, vì thế chúng tôi đã xây dựng nó. Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Bom Chon đã diễn thuyết trước một đám đông lớn trong rừng Hakoria tại quận Para phía nam Nepal. Ủy ban Namo Buddha Tapoban thực hiện việc chăm sóc Bom Chon đã tổ chức sự kiện này. Một thông báo về bài giảng đạo đầu tiên của cậu bé Phật đã được phát trên đài FM địa phương và ủy ban cũng đã gọi điện thoại mời mọi người. Khoảng 3.000 người đã tập trung để nghe Bom Chon giảng. Một đoạn phim về sự kiện cũng đã được quay. Theo Aditya Sethi, một blogger người đã viết một bài báo và chụp những bức ảnh cuộc giảng đạo, thông điệp của Bom Chon là cách duy nhất để chúng ta cứu vớt quốc gia này là thông qua tâm hồn. Giết người, bạo lực, tham danh lợi, sự giận dữ và cám dỗ đã biến thế giới loài người thành một nơi tuyệt vọng. Một cơn bão kinh hoàng đã xuất hiện trong thế giới loài người và nó đang dẫn thế giới tới sự diệt vong. Chỉ có một cách để cứu vãn thế giới và đó là thông qua Rama. Khi một người không đi trên con đường đúng đắn của việc rèn luyện tâm hồn, thế giới tuyệt vọng này chắc chắn sẽ hủy diệt. Vì thế, hãy đi theo con đường của tâm hồn và truyền bá thông điệp này tới các bạn bè của mình. Đừng bao giờ đặt ra những cản trở, sự tức giận và lòng không tin tưởng trên con đường của sứ mệnh thiền định của ta. Ta chỉ cho các người thấy con đường, các người phải tự tìm kiếm nó. Ta sẽ trở thành như thế nào? Ta sẽ làm gì? Những ngày tới mọi người sẽ biết. Sự cứu rỗi loài người, sự cứu rỗi mọi chúng sinh và hòa bình trên thế giới là mục tiêu và con đường của ta. Namo Buddha Sangaya, Namo Buddha Sangaya, Namo Buddha Sangaya. Ta đang suy ngẫm về việc giải cứu thế giới điên loạn này khỏi đại dương của xúc cảm bằng việc giải thoát cho chúng ta khỏi sự giận dữ và cám dỗ mà không lạc khỏi con đường phải đi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Ta từ bỏ mình khỏi cuộc đời và gia đình mãi mãi, ta đang làm việc để cứu vớt mọi chúng sinh. Nhưng trong thế giới điên loạn này, sự nghiệp của cả cuộc đời ta chỉ được coi đơn giản như một trò giải trí đơn thuần. Việc rèn luyện và hiến dâng của nhiều Buddhas đang hướng thế giới trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Rèn luyện và hiến dâng là những điều cốt yếu nhưng rất khó để thực hiện. Nhưng dù vậy, nó rất dễ dàng dẫn dắt sự tồn tại ngu ngốc này. Con người không hiểu rằng một ngày chúng ta sẽ phải rời thế giới vô thường này và về với cái chết.
những trách nhiệm từng có của chúng ta với bạn bè và gia đình sẽ tan biến thành hư vô. Chúng ta phải để lại phía sau tài sản và sự giàu sang mà mình đã tích góp được. Hạnh phúc của ta có để làm gì khi những người đã yêu mến ta từ ban đầu, mẹ ta, cha ta, anh em, họ hàng của ta, đều không hạnh phúc. Vì thế, để cứu vớt mọi chúng sinh, ta phải có trí tuệ của Đức Phật và xuất hiện từ hang tối dưới đất để thực hiện thiền định Vajra. Để làm điều này, ta phải nhận ra con đường và tri thức đúng đắn. Vì thế, đừng làm phiền tới việc thiền định của ta. Việc thiền định tách rời khỏi cơ thể, khỏi tâm hồn và khỏi sự tồn tại. Trong việc này sẽ có 72 nữ thần Kali. Các vị thần khác nhau sẽ xuất hiện cùng với những âm thanh của sấm và tengur. Và các vị nam nữ thần trên thiên đàng sẽ thực hiện puja, thờ phụng. Vì thế, cho tới khi ta thông báo, đừng tới đây và hãy giải thích điều này cho những người khác. Hãy truyền bá đức tin và những thông điệp tâm hồn ra khắp thế giới. Hãy truyền bá thông điệp về thế giới hòa bình tới tất cả mọi người. Hãy tìm kiếm một con đường đúng đắn và sự sáng suốt sẽ đến với các ngươi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.